6. Người chiến sĩ. Có 5 người chiến sĩ này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là 5? Ở đây, này các tỷ kheo, có người chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác liệt. Người ấy trong trận chiến ấy nỗ lực hăng hái. Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ lực và hăng hái như vậy, đánh người ấy và áp đảo người ấy. Như vậy, ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người chiến sĩ như vậy. Đây là hạng chiến sĩ thứ nhất có mặt, hiện hữu ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có hạng người chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác liệt. Vì ấy, trong trận chiến ấy, nỗ lực, hăng hái. Nhưng các người khác làm cho người ấy bị thương, khiêng người ấy đi, chở người ấy đến các người bà con. Khi chở người ấy đi và chưa đến các bà con, người ấy mệnh chung ở giữa đường. Ở đây, này các tỷ kheo, có một hạng chiến sĩ như vậy. Đây là hạng chiến sĩ thứ hai. Này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có hạng người chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác liệt. Vì ấy, trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng hái. Nhưng các người khác làm cho người ấy bị thương và khiêng người ấy đi, chở người ấy đến các người bà con. Và những người bà con chăm sóc và nuôi dưỡng người ấy. Người ấy, trong khi được các người bà con săn sóc và nuôi dưỡng, bị mệnh chung vì vết thương ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, có một hạng người chiến sĩ như vậy. Đây gọi là hạng chiến sĩ thứ ba có mặt, hiện hữu ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có người chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác liệt. Vì ấy, trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng hái. Nhưng các người khác làm cho người ấy bị thương và khiêng người ấy đi, chở người ấy đến các người bà con. Và những người bà con săn sóc và nuôi dưỡng người ấy. Người ấy, trong khi được các người bà con săn sóc và nuôi dưỡng, được chữa lành khỏi vết thương ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người chiến sĩ như vậy. Này các tỷ kheo, đây là hạng chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có hạng chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ấy, chiến thắng trong chiến trận, vì ấy vẫn đứng hàng đầu trong chiến trận ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng chiến sĩ như vậy. Này các tỷ kheo, đây là hạng chiến sĩ thứ năm có mặt, hiện hữu ở đời. Năm hạng chiến sĩ này, này các tỷ kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có những hạng người được ví dụ với năm hạng chiến sĩ này có mặt, hiện hữu giữa các vị tỷ kheo. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, một tỷ kheo sống dựa vào ngôi làng hay thị trấn. Vì ấy, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào làng hay thị trấn để khất thực, không phòng hộ thân, không phòng hộ lời, không phòng hộ tâm, niệm không an trú, các căn không được bảo vệ. Vì ấy ở đấy, thấy một nữ nhân ăn mặc không tề chỉnh, ăn mặc không kín đáo. Được thấy nữ nhân ăn mặc không tề chỉnh, ăn mặc không kín đáo, tham dục tấn công tâm vị ấy. Tâm bị tham dục tấn công, không từ bỏ học tập, không biểu lộ sự yếu kém trong học pháp, vị ấy rơi vào hành dâm. Ví như người chiến sĩ ấy, này các tỷ kheo, cầm gươm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác liệt. Vị ấy trong trận chiến ấy nỗ lực hăng hái.
Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ lực hăng hái như vậy, đánh người ấy và áp đảo người ấy. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố người này giống như ví dụ ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, có một hạng người như vậy. Này các tỷ kheo, đây là hạng người được ví dụ với hạng chiến sĩ thứ nhất có mặt, hiện hữu giữa các tỷ kheo. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo sống dựa vào một làng hay thị trấn. Vị ấy vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng ấy hay thị trấn ấy để khất thực, với thân không phòng hộ, với lời nói không phòng hộ, với tâm không phòng hộ, với niệm không an trú, với các căn không được bảo vệ. Ở đây, vị ấy thấy một nữ nhân ăn mặc không chỉnh tề, ăn mặc không kín đáo. Được thấy nữ nhân ăn mặc không chỉnh tề, ăn mặc không kín đáo, tham dục tấn công tâm vị ấy. Vị ấy với tâm bị tham dục tấn công, nên thân bị thiêu cháy, tâm bị thiêu cháy. Vị ấy nghĩ, ta hãy đi về khu vườn chỗ tăng ở, báo tin cho các tỷ kheo. Này các hiền giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham dục ám ảnh. Tôi không có thể tiếp tục đời sống phạm hạnh. Tôi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, tôi trở về với đời sống thế tục. Vị ấy trên con đường đi đến khu vườn, còn ở giữa đường biểu lộ sự yếu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, trở về với đời sống thế tục. Ví như, này các tỷ kheo, người chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung tên, tham gia vào trận chiến ác liệt. Vị ấy trong trận chiến ấy nỗ lực hăng hái, nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ lực hăng hái như vậy, làm cho người ấy bị thương, khi người ấy đi, chở người ấy và đưa người ấy đến các bà con. Khi chở người ấy đi và chưa đưa đến bà con, người ấy mệnh chung giữa đường. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố người này giống với ví dụ ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, có một hạng người như vậy. Này các tỷ kheo, đây là hạng người được ví dụ với người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu giữa các tỷ kheo. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo sống dựa vào một làng hay một thị trấn. Vị ấy vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trấn ấy để khất thực. Thân không phòng hộ, lời nói không phòng hộ, tâm không phòng hộ, niệm không an trú, các căn không được bảo vệ. Chị ấy ở đấy thấy nữ nhân ăn mặc không tề chỉnh hay ăn mặc không kín đáo. Sau khi thấy nữ nhân ăn mặc không tề chỉnh, ăn mặc không kín đáo, tham dục tấn công chị ấy. Vị ấy với tâm bị tham dục tấn công, nên thân bị thiêu cháy, tâm bị thiêu cháy. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta hãy đi đến khu vườn báo tin cho các tỷ kheo. Này các hiền giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham dục ám ảnh. Tôi không có thể tiếp tục đời sống phạm hạnh. Tôi tuyên bố sự yếu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, tôi trở về đời sống thế tục. Vị ấy đi đến khu vườn báo tin cho các tỷ kheo. Này các hiền giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham dục ám ảnh. Tôi không có thể tiếp tục đời sống phạm hạnh. Sau khi biểu hiện sự yếu kém trong học tập, tôi từ bỏ học pháp, sẽ trở về với đời sống thế tục. Các vị đồng phạm hạnh giáo giới khuyên bảo như sau: này hiền giả, Thế Tôn đã nói, các dục vị ngọt ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như một khúc xương, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như miếng thịt, khổ nhiều, não nhiều, nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Các dục
được Thế Tôn ví dụ như bó đuốc bằng cỏ, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như một hố than hừng, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như một cơn mộng, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như vật dụng mượn dùng, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như quả của cây, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như lò thịt, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như cây gậy nhọn, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như đầu rắn, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Tôn giả hãy tìm sự thoải mái trong phạm hạnh. Tôn giả chớ biểu lộ sự yếu kém trong học tập, từ bỏ học pháp và trở lui đời sống thế tục. Vị ấy được các đồng phạm hạnh giáo giới như vậy, khuyên bảo như vậy, liền nói như sau: Này các hiền giả, dầu cho Thế Tôn có nói các dục ngọt ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn, nhưng tôi có thể tiếp tục sống phạm hạnh. Sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, tôi sẽ trở về đời sống thế tục. Sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, sau khi từ bỏ học pháp, vị ấy trở lui đời sống thế tục. Ví như, này các tỷ kheo, người chiến sĩ ấy, sau khi cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến khốc liệt, vị ấy trong chiến trận ấy nỗ lực hăng hái, nhưng các người khác trong khi có nỗ lực hăng hái như vậy làm cho người ấy bị thương, khiêng người ấy đi, chở người ấy và đưa người ấy đến các người bà con. Các người bà con săn sóc nuôi dưỡng người ấy. Người ấy tuy được các người bà con săn sóc nuôi dưỡng nhưng bị mệnh chung vì vết thương ấy. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố người này được ví như ví dụ ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người như vậy. Này các tỷ kheo, đây là hạng người được ví dụ với người chiến sĩ thứ ba có mặt, hiện hữu giữa các tỷ kheo. Lại nữa, này các tỷ kheo sống dựa vào làng hay thị trấn, vị ấy vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào ngôi làng hay thị trấn ấy để khất thực, với thân không phòng hộ, với lời không phòng hộ, với tâm không phòng hộ, với niệm không an trú, với các căn không được bảo vệ. Vị ấy ở đấy thấy nữ nhân ăn mặc không chỉnh tề, ăn mặc không kín đáo. Sau khi thấy nữ nhân ăn mặc không chỉnh tề, ăn mặc không kín đáo, tham dục tấn công tâm vị ấy. Vị ấy với tâm bị tham dục tấn công, nên thân bị thiêu cháy, tâm bị thiêu đốt. Vị ấy suy nghĩ như sau: Ta hãy đi đến khu vườn báo tin cho các tỷ kheo. Này các hiền giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham dục ám ảnh. Tôi không có thể tiếp tục đời sống phạm hạnh. Tôi tuyên bố sự yếu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, trở về với đời sống thế tục. Vị ấy đi đến khu vườn báo tin cho các tỷ kheo. Này các hiền giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham dục ám ảnh. Tôi không thể tiếp tục đời sống phạm hạnh. Sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, tôi trở về với đời sống thế tục. Các vị đồng phạm hạnh giáo giới khuyên bảo như sau: Này hiền giả, Thế Tôn đã nói các dục ngọt ít, đắng nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như đầu rắn, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn.
Tôn giả hãy tìm sự thoải mái trong phạm hạnh. Hiền giả chớ cái biểu lộ sự yếu kém trong học tập, từ bỏ học pháp và trở lui đời sống thế tục. Chị ấy được các đồng phạm hạnh giáo giới như vậy, khuyên bảo như vậy, nói như vậy: thưa các hiền giả, tôi sẽ nỗ lực. Thưa các hiền giả, tôi sẽ cố gắng. Thưa các hiền giả, tôi sẽ sống thoải mái. Nay tôi không biểu hiện sự yếu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, trở lui về đời sống thế tục. Ví như, này các tỷ kheo, người chiến sĩ ấy cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác liệt. Vì ấy trong trận chiến ấy nỗ lực hăng hái. Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ lực hăng hái như vậy, làm cho người ấy bị thương, khiêng người ấy đi, chở người ấy và đưa người ấy đến các người bà con. Các người bà con săn sóc người ấy, nuôi dưỡng người ấy. Người ấy nhờ các bà con săn sóc nuôi dưỡng được chữa lành khỏi vết thương. Ta tuyên bố rằng, này các tỷ kheo, người này giống như ví dụ ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người như vậy. Người này, này các tỷ kheo, được ví dụ với người chiến sĩ thứ tư có mặt hiện hữu giữa các vị tỷ kheo. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo sống dựa vào một làng hay một thị trấn. Vị ấy vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào làng hay thị trấn ấy để khất thực, giới thân được phòng hộ, giới lời được phòng hộ, giới tâm được phòng hộ, giới niệm được an trú, giới các căn được bảo vệ. Vì ấy khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vì ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị tỷ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Vị ấy sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, đi đến một chỗ sàn tọa trống trải, khu rừng, gốc cây, ngọn núi, khe núi, hang núi, bãi tha ma, cao nguyên, ngoài trời, đống trơm. Vị ấy đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng, để niệm trước mặt. Vị ấy đoạn tận tham ở đời, an trú với tâm ly tham, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Vị ấy với tâm định tĩnh trong sáng, không cấu uế, các phiền não được đoạn trừ, nhu nhuyến, kham nhẫn, kiên trì, bất động, hướng tâm về trí, đoạn tận các lậu hoặc. Vị ấy như thật biết rõ đây là khổ, như thật rõ biết đây là khổ tập, như thật rõ biết đây là khổ diệt, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt, không còn trở lui trạng thái này nữa. Ví như, này các tỷ kheo, người chiến sĩ ấy cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào chiến trận ác liệt. Người ấy sau khi chiến thắng trận ấy, chiến thắng trong chiến trận, vị ấy vẫn đứng đầu trong chiến trận ấy. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố người này giống như ví dụ ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, có một hạng người như vậy. Đây là hạng người được ví dụ với người chiến sĩ thứ năm hiện hữu giữa các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, có những hạng người được ví dụ với năm người chiến sĩ này có mặt hiện hữu giữa các tỷ kheo. 8. Sợ hãi trong tương lai. Này các tỷ kheo, do quán thấy năm sợ hãi trong tương lai này thật là vừa đủ để vị tỷ kheo sống ở rừng không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt,
để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo sống ở rừng quán sát như sau. Này ta sống một mình trong rừng, khi ta sống một mình trong rừng, con rắn có thể cắn ta, con bò cạp có thể cắn ta, con rít có thể cắn ta. Do vậy, ta có thể mệnh chung, như vậy là chướng ngại cho ta. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỷ kheo, do quán thấy sợ hãi thứ nhất này về tương lai, thật là vừa đủ để vị tỷ kheo sống ở trong rừng không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Lại nữa, này các tỷ kheo sống ở trong rừng quán sát như sau. Này ta sống một mình trong rừng, khi ta sống một mình trong rừng, ta có thể vấp ngã và té xuống. Cơm ta ăn có thể làm ta mắc bệnh khi ăn, hay mật có thể làm ta khuấy động, hay niêm dịch có thể làm ta khuấy động. Cát gió như kiếm có thể làm ta khuấy động. Do vậy ta có thể mệnh chung, như vậy là chướng ngại cho ta. Vậy ta hãy hăng hái, cố gắng để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỷ kheo, do quán thấy sợ hãi thứ hai này về tương lai, thật là vừa đủ để vị tỷ kheo sống ở rừng không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Lại nữa, này các tỷ kheo sống ở rừng quán sát như sau. Nay ta sống một mình trong rừng, sống một mình trong rừng, ta chung sống với các loài thú nguy hiểm như sư tử, cọp, báo, gấu, giả can. Chúng có thể đoạt mạng sống của ta, có thể làm ta mệnh chung, như vậy là một sự chướng ngại cho ta. Vậy ta hãy hăng hái tinh cần để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỷ kheo, do quán thấy sợ hãi thứ ba này về tương lai, thật là vừa đủ để vị tỷ kheo sống ở rừng không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Lại nữa, này các tỷ kheo sống ở rừng quán sát như sau. Nay ta sống một mình trong rừng, trong khi ta sống một mình trong rừng, ta chung sống với các loài ăn trộm, ăn cắp đã hành nghề. Chúng có thể đoạt mạng sống của ta, chúng có thể làm ta mạng chung, và như vậy là một chướng ngại cho ta. Vậy ta hãy hăng hái tinh cần để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỷ kheo, cho quán thấy sợ hãi thứ tư này về tương lai, thật là vừa đủ để vị tỷ kheo sống ở rừng không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Lại nữa, này các tỷ kheo sống ở rừng quán sát như sau. Nay ta sống một mình ở trong rừng. Ở trong rừng có những loài phi nhân nguy hiểm. Chúng có thể đoạt mạng sống của ta, làm ta mệnh chung. Như vậy là một chướng ngại cho ta. Vậy ta hãy hăng hái tinh cần để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỷ kheo, do quán thấy sợ hãi thứ năm này về tương lai, thật là vừa đủ để tỷ kheo sống ở rừng, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỷ kheo, do quán thấy năm sợ hãi về tương lai này, thật là vừa đủ để tỷ kheo sống ở rừng, chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc,
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 8. Sự sợ hãi trong tương lai. Này các tỷ kheo, do quán thấy năm sự sợ hãi về tương lai này, thật là vừa đủ để tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo quán sát như sau: nay ta còn trẻ, niên thiếu, còn thanh niên, tóc đen nhánh, trong tuổi thanh xuân, trong sơ kỳ tuổi đời, nhưng rồi đến thời già sẽ xúc chạm thân này. Khi đã già yếu và bị già chinh phục, thật không dễ gì để tác ý đến giáo pháp của các đức Phật, thật không dễ gì để sống tại các trú xứ rừng núi cao nguyên xa vắng. Trước khi trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, không khả ý, ta hãy hăng hái tinh cần trước khi thời ấy đến, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, có bị già, ta sẽ sống được thoải mái. Này các tỷ kheo, do quán thấy sự sợ hãi thứ nhất này về tương lai, như vậy là vừa đủ để tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để đạt đến, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo quán sát như sau: nay ta ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, hợp với tinh tấn. Nhưng rồi đến thời bệnh sẽ xúc chạm thân này. Khi đã bị bệnh và bị bệnh chinh phục, thật không dễ gì để tác ý đến giáo pháp của các đức Phật, thật không dễ gì để sống tại các trú xứ rừng núi cao nguyên xa vắng. Trước khi trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, không khả ý, ta hãy hăng hái tinh cần trước khi thời ấy đến, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, dầu có bị bệnh, ta sẽ sống được thoải mái. Này các tỷ kheo, do quán thấy sợ hãi thứ hai này về tương lai, như vậy là vừa đủ để vị tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để đạt đến, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo quán sát như sau: nay không có đói kém, được mùa, đồ ăn khất thực dễ kiếm được, thật dễ dàng để nuôi sống bằng khất thực nỗ lực. Nhưng rồi đến thời có nạn đói, mất mùa, đồ ăn khất thực khó được, không dễ gì để nuôi sống bằng khất thực nỗ lực. Và những người bị nạn đói sẽ dời đến chỗ nào được nhiều đồ ăn? Tại đấy, phải sống với quần chúng, phải sống với hỗn tạp. Khi phải sống với quần chúng, phải sống với hỗn tạp, thật không dễ gì để tác ý đến giáo pháp của các đức Phật, thật không dễ gì để sống tại các trú xứ rừng núi cao nguyên xa vắng. Trước khi trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, không khả ý, ta hãy hăng hái tinh cần trước khi thời ấy đến, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, có bị đói kém, ta sẽ sống được thoải mái. Này các tỷ kheo, do quán thấy sợ hãi thứ ba này về tương lai, như vậy là vừa đủ để vị tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, đạt đến để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Lại nữa, này các tỷ kheo quán sát như sau: nay các loài người sống với nhau thuận hòa, hoan hỷ với nhau, không cãi lộn nhau, hòa hợp như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt ái kính. Nhưng rồi đến thời có sự sợ hãi về nạn cướp rừng, dân chúng trong nước leo lên xe để đi trốn tại chỗ nào có sự sợ hãi, dân chúng di động đến chỗ có sự an ổn. Tại đấy,
phải sống với quần chúng, phải sống với hỗn tạp. Trong khi sống với quần chúng, sống với hỗn tạp, thật không dễ gì để tác ý đến giáo pháp của các đức Phật. Thật không dễ gì để sống tại các trú xứ rừng núi cao nguyên xa vắng. Trước khi trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, không khả ý, ta phải hăng hái tinh cần trước khi thời ấy đến, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, có gặp sự sợ hãi, ta sẽ sống được thoải mái. Này các tỷ kheo, do quán thấy sợ hãi thứ tư này về tương lai, như vậy là vừa đủ để tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để đạt đến, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Lại nữa, này các tỷ kheo quán sát như sau: này chúng tăng hòa hợp, cùng nhau hoan hỷ, không tranh luận nhau, sống thoải mái cùng chung một lời dạy. Nhưng rồi đến thời chúng tăng chia rẽ. Khi chúng tăng chia rẽ, thật không dễ gì để tác ý đến giáo pháp của các đức Phật. Thật không dễ gì để sống tại các trú xứ rừng núi cao nguyên xa vắng. Trước khi trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, không khả ý, ta hãy hăng hái tinh cần trước khi thời ấy đến, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, chúng tăng có chia rẽ, ta sẽ sống được thoải mái. Này các tỷ kheo, do quán thấy sợ hãi thứ năm này về tương lai, như vậy là vừa đủ để vị tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để đạt đến, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỷ kheo, do quán thấy năm sợ hãi này về tương lai, thật là vừa đủ để vị tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 9. Sợ hãi trong tương lai. Có năm sợ hãi về tương lai này. Này các tỷ kheo, nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. Các thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi rõ biết, cần phải tinh tấn đoạn trừ chúng. Thế nào là năm? Này các tỷ kheo, sẽ có những vị tỷ kheo trong tương lai, thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Do thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, nếu họ thọ đại giới cho các người khác, họ sẽ không có thể huấn luyện trong tăng thượng giới, trong tăng thượng tâm, trong tăng thượng tuệ. Các người ấy sẽ trở thành những người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Do thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, họ sẽ thọ đại giới cho các người khác. Họ sẽ không có thể huấn luyện trong tăng thượng giới, trong tăng thượng tâm, trong tăng thượng tuệ. Các người ấy sẽ trở thành những người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Như vậy, này các tỷ kheo, do pháp ô nhiễm nên luật bị ô nhiễm, do luật bị ô nhiễm nên pháp bị ô nhiễm. Này các tỷ kheo, đây là sợ hãi thứ nhất về tương lai. Nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. Các thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các thầy cần phải tinh tấn để đoạn trừ chúng. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo trong tương lai sẽ trở thành những người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Giới thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Họ làm y chỉ sư cho các người khác. Họ không có thể huấn luyện trong tăng thượng giới, trong tăng thượng tâm, trong tăng thượng tuệ. Những người ấy sẽ trở thành những người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập,
các người ấy do thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, lại làm y chỉ sư cho những người khác. Họ không có thể huấn luyện trong tăng thượng giới, trong tăng thượng tâm, trong tăng thượng tuệ. Như vậy, này các tỷ kheo, do pháp ô nhiễm nên luật bị ô nhiễm, do luật ô nhiễm nên pháp bị ô nhiễm. Này các tỷ kheo, đây là sự sợ hãi thứ hai về tương lai, nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. Các thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các thầy cần phải tinh tấn để đoạn trừ chúng. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo trong tương lai sẽ trở thành những người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Do thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, khi họ thuyết về thắng pháp hay về quảng thuyết, họ rơi vào hắc pháp, không có thể giác ngộ rõ ràng. Này các tỷ kheo, đây là do ô nhiễm pháp nên sanh ô nhiễm luật, do ô nhiễm luật nên sanh ô nhiễm pháp. Này các tỷ kheo, đây là sợ hãi thứ ba về tương lai, nay chưa sanh khởi nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. Các thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các thầy cần phải tinh tấn để đoạn tận chúng. Lại nữa, này các tỷ kheo, sẽ có những tỷ kheo trong tương lai thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Do thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, đối với các kinh tạng do Như Lai tuyên thuyết thâm sâu, ý nghĩa sâu kín, siêu thế, liên hệ đến không, khi các kinh ấy được thuyết giảng, họ không có nghe, họ không có lắng tai, họ không an trú tâm liễu giải, họ không nghĩ rằng các kinh ấy cần phải học tập, cần phải học thuộc lòng. Còn những kinh điển do các thi sĩ làm, những bài thi với những chữ văn hoa, với những câu văn hoa thuộc ngoại điển do các đệ tử thuyết, trong khi các kinh ấy được thuyết giảng, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ lắng tai, họ an trú tâm liễu giải. Các pháp ấy họ sẽ nghĩ cần phải học tập, cần phải học thuộc lòng. Này các tỷ kheo, đây là do pháp ô nhiễm nên luật ô nhiễm, do luật ô nhiễm nên pháp ô nhiễm. Này các tỷ kheo, đây là sợ hãi thứ tư về tương lai, nay chưa sanh khởi nhưng trong tương lai sẽ sanh khởi. Các thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các thầy cần phải tinh tấn để đoạn tận sợ hãi ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo, sẽ có những tỷ kheo trong tương lai thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Do thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, nên các trưởng lão tỷ kheo sẽ sống đầy đủ, biến nhát, dẫn đầu trong thối đọa, từ bỏ gánh nặng diễn ly, không có hăng hái tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và quần chúng về sau sẽ đi theo tà kiến của họ. Họ sẽ trở thành những người sống đầy đủ, biến nhát, dẫn đầu trong thối đọa, từ bỏ gánh nặng, diễn ly, sẽ không hăng hái tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Như vậy, này các tỷ kheo, do nhiễm ô về pháp đưa đến nhiễm ô về luật, do nhiễm ô về luật đưa đến nhiễm ô về pháp. Này các tỷ kheo, đây là sợ hãi thứ năm về tương lai, hiện nay chưa sanh khởi nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. Các thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn rõ biết, cần phải tinh tấn để đoạn tận sợ hãi ấy. Này các tỷ kheo, năm sợ hãi về tương lai này nay chưa sanh khởi nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. Các thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các thầy cần phải tinh tấn để đoạn tận sự sợ hãi ấy. 10.
sự sợ hãi trong tương lai. Có năm sợ hãi về tương lai này hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. Các thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các thầy cần phải tinh tấn để đoạn tận sợ hãi ấy. Này các tỷ kheo, các tỷ kheo trong tương lai sẽ tham muốn các y tốt đẹp. Do họ tham muốn các y tốt đẹp, họ sẽ từ bỏ các y nhặt nơi đống rác, họ sẽ từ bỏ các khu rừng, các vùng cao nguyên, các trú xứ xa vắng. Họ sẽ đi đến các làng, thị trấn, kinh đô vua chúa và sống tại các chỗ ấy. Vì nhân y áo, họ sẽ rơi vào những hành vi tầm cầu không thích hợp. Này các tỷ kheo, đây là sợ hãi thứ nhất về tương lai, hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. Các thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn rõ biết, cần phải tinh tấn để đoạn trừ sợ hãi ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo, những tỷ kheo trong tương lai sẽ tham muốn các đồ ăn khất thực ngon lành. Do họ tham muốn các đồ ăn khất thực ngon lành, họ sẽ từ bỏ nếp sống khất thực, từ bỏ các khu rừng, các vùng cao nguyên, các trú xứ xa vắng. Họ sẽ đi vào các làng, thị trấn, kinh đô của vua và sinh sống tại đấy, tìm cầu các món ăn thượng vị như với đầu lưỡi. Do nhân đồ ăn khất thực, họ sẽ rơi vào nhiều hành động tầm cầu không thích hợp. Này các tỷ kheo, đây là sợ hãi thứ hai về tương lai, hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai để đoạn trừ sợ hãi ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo, những tỷ kheo trong tương lai sẽ tham muốn sàn tọa tốt đẹp. Do họ tham muốn các sàn tọa tốt đẹp, họ sẽ từ bỏ nếp sống dưới gốc cây, họ sẽ từ bỏ các khu rừng, các vùng cao nguyên, các trú xứ xa vắng. Họ sẽ đi vào các làng, thị trấn, kinh đô của vua và sinh sống tại đấy. Vì nhân sàn tọa, họ sẽ rơi vào nhiều hành động tầm cầu không thích hợp. Này các tỷ kheo, đây là sợ hãi thứ ba về tương lai, hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai để đoạn trừ sợ hãi ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo, sẽ có những tỷ kheo trong tương lai sẽ sống liên hệ với tỷ kheo ni, các chánh học nữ, các sa di ni. Khi sống liên hệ với tỷ kheo ni, chánh học nữ, sa di ni. Khi sống liên hệ với tỷ kheo ni, chánh học nữ, sa di ni, này các tỷ kheo, được chờ đợi là họ sẽ không thích thú sống phàm hành, hay họ sẽ rơi vào một trong những tội lỗi ô nhiễm, sẽ từ bỏ học pháp và trở lui lại đời sống thế tục. Này các tỷ kheo, đây là sợ hãi thứ tư về tương lai, hiện nay chưa sanh khởi, để đoạn trừ sợ hãi ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo, sẽ có những tỷ kheo trong tương lai sống liên hệ với các người có hệ lụy đến khu vườn, với các sa di. Khi sống liên hệ với các người có hệ lụy đến khu vườn và với các sa di, này các tỷ kheo, được chờ đợi là họ sẽ sống và tận hưởng các vật liệu cất chứa, và họ sẽ làm các thô tướng đối với đất đai và đối với các sản phẩm trồng trọt. Này các tỷ kheo, đây là sợ hãi thứ năm về tương lai, hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. Các thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các thầy cần phải tinh tấn để đoạn tận sự sợ hãi ấy. Năm sự sợ hãi về tương lai này. Này các tỷ kheo, hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. Các thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các thầy cần phải tinh tấn để đoạn tận những sợ hãi ấy.